Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi chợ giới thiệu cho những tín đồ đam mê máy ảnh chụp hình. Đây là sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng. Nó có đến 56 người đã mua sản phẩm này. Cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết sản phẩm này. Sản phẩm tên của nó là Canon PowerShot FX 4.is 16 MP và nó có thể zoom tới 30x là 30 lần. Giá của sản phẩm này là 3.199.000, cực kỳ phù hợp cho rất nhiều người. Đây là những hình ảnh mô tả về sản phẩm này. Nếu các bạn thích quan tâm với sản phẩm này thì mình sẽ đặt đường link bên dưới để có thể xem xét và đặt mua từ chợ Lazada. Đây là những hình ảnh mô tả về sản phẩm. Nó cũng được ưu đãi từ nhà bán hàng là tặng thẻ nhớ 8 GB và cái bao đựng máy. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin bảo hành là trên sản phẩm về bảo hành về sản phẩm trên chợ Lazada. Và vui lòng giữ hóa đơn và biên nhận bán hàng để Lazada có thể bảo hành lâu dài giùm cho bạn. Sản phẩm này cũng được bảo hành tới 12 tháng như các sản phẩm điện tử khác. Đây, nếu mà bạn mua sản phẩm này trong thời điểm này sẽ được khuyến mãi. Theo mình rất nên mua sản phẩm này bởi vì giá rất là phù hợp. Nó cũng có phần giới thiệu sản phẩm về sản phẩm này. Nó cũng có rất nhiều tính năng nổi bật trên sản phẩm. Thì khi mà quan tâm tới sản phẩm này sẽ rất có nhiều thông tin về sản phẩm này. Cái quan trọng nhất là nó zoom quang lên đến 30x là 30 lần. Bạn cũng có thể thỏa thích ghi lại những ký ức khi đi du lịch. Dưới đây là video
mô tả về sản phẩm từ nhà sản xuất. Nó cũng cho ra chất lượng là 720p khi bạn quay video. Lượng khi bạn ghi lại bằng chức năng video là nó còn hơn cả Full HD. Đây là những thông tin về sản phẩm đăng trên chợ Lazada. Nó sẽ có đầy đủ thông tin sản phẩm khi mà bạn nhận. Đây là thông tin thông số về sản phẩm. Về mặt đánh giá và nhận xét cho sản phẩm này thì rất nhiều mua sản phẩm này cho nên để lại thông tin phản hồi rất tốt. Các bạn cũng có thể xem bên dưới. Tốt nhất là mua một sản phẩm nào đó trên Lazada thì các bạn nên xem những thông tin phản hồi có tốt hay không. Nếu nhiều người mua thì comment tốt thì mình nên mua một sản phẩm. Những người mua sản phẩm thường là sẽ comment bên dưới trang web về sản phẩm này, sản phẩm mình định mua. Đây là những người mà đã mua về sản phẩm này ít nhất là 56 người cho đến thời điểm này, cho nên là rất nhiều người thích sản phẩm này với cái giá cực kỳ hợp lý. Mình sẽ đặt link bên dưới video này để các bạn có thể xem xét thông tin và đặt mua về sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn subscribe hoặc đăng ký về nếu bạn có thích sản phẩm này. Bạn nhớ like và share video này. Cảm
cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn.